Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amikha đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho bạn một video đánh giá chi tiết về cái chiếc AirPods 3 này. Những bạn nào đang quan tâm về cái sản phẩm này đến từ Apple thì có thể là kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Hoàng Hàm Mobile hiện tại đang bán với một mức giá gần như là tốt nhất trên thị trường. Đó, và con này thì thường nó sẽ có mức giá thấp hơn một tí so với lại AirPods Pro, ở tầm khoảng là vài 300 nghìn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đánh giá chi tiết của cái chiếc AirPods 3 này luôn các bạn nhé. Đầu tiên ấy, điểm mà mình thấy được cái form thiết kế của chiếc AirPods 3 này nó đã có cái sự tinh chỉnh một tí so với lại cái chiếc AirPods Pro. Mình đã sử dụng cái chiếc AirPods Pro này khoảng một năm nay rồi thì mình thấy được rằng là kích thước của nó sẽ nhỏ hơn này, đó, rõ ràng, và kể cả là cái phần housing nó cũng sẽ ngắn hơn một tí nữa. Đó, thì nhìn chung ấy, đây là một cái sự thay đổi mình nghĩ rằng là nó có phần hợp lý. Tại vì mình đã trải nghiệm chiếc AirPods Pro rồi, khi mà nó có một cái kích thước nhìn chung đã nhỏ nhưng mà cơ bản là khi mình mang vào ấy, tay mình vẫn bị cắn. Thì khi lên cái con AirPods 3 này, nó sẽ không còn cảm giác đó nữa. Và chưa kể với cái dạng earbud được cải tiến như là trên cái chiếc AirPods 3 này so với lại AirPods 2 các bạn nhé, thì mình thấy được rằng là nó cho một cái cảm giác mang tốt hơn. Đó, thứ nhất là nó cho một cái cảm giác là không bị cắn tai. Cái thứ hai, thậm chí khi các bạn nằm đè đi chăng nữa thì nó vẫn là ok. Và chưa kể là về cái phần housing này, nó đã thay cho chúng ta cái thao tác từ cảm ứng sang là cái việc bóp như thế này rồi. Thực ra cái này nó cũng là cái dạng cảm ứng thôi, thì nó sẽ là một cái dạng được xem là cái dạng cảm ứng lực vậy. Khi chúng ta bóp vào một phát thì nó cũng sẽ có cái sự phản hồi lại. Đó, thì nhìn chung đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng là rất là đáng giá cho cái chiếc AirPods 3 này so với lại thế hệ AirPods 2. Đi kèm với đó là về cái phần hộp sạc này thì chúng ta cũng đã có luôn cái công nghệ sạc không dây MagSafe rồi. Đó, đối với lại AirPods Pro, cái phiên bản mình mua đây thì nó không có các bạn nhé. Không có, mà phải đợi đến cái sau khi mà AirPods 3 ra mắt thì Apple mới bắt đầu sản xuất cái phiên bản mà có hỗ trợ sạc MagSafe như thế. Đó, thì đây là một điểm mà mình thấy là hơi tiếc, nhưng mà cơ bản thì mình cũng chả sử dụng đến cái sạc MagSafe nhiều. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cơ bản nó là như thế. Thì đối với lại cái chiếc AirPods 3 này thì về cái phần kháng nước thì nó cũng giống như là AirPods Pro vậy, nó sẽ có cho chúng ta là một cái chuẩn kháng nước IPX4. Đi kèm với đó thì về phần housing ấy, nó sẽ là một cái dạng earbud chứ không phải là in-ear như là AirPods Pro nữa. Đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu cá nhân của mỗi người, và nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là mang trên cái chiếc AirPods Pro dạng in-ear ấy, thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác mang nó chắc chắn hơn, nó kín hơn. Còn đối với lại dạng earbud như là trên cái chiếc AirPods 3 này thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác nó thoải mái hơn, nó thoáng đãng hơn. Nhưng nhược điểm của nó đó chính là khi các bạn nghe bình thường ấy, âm thanh nó sẽ bị lọt ra ngoài. Và với một thiết bị cao cấp như là AirPods 3 thì mình thấy là nó hơi kém sang một tí. Điều này là rõ. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái cảm giác mang nó cũng không hẳn là quá chắc chắn, quá chặt như là trên cái chiếc AirPods Pro. Đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho chúng ta cảm giác là không thể nào bung hết được nếu như các bạn sử dụng cái chiếc tai nghe AirPods 3 này để vận động. Có thể là mang trên tay nó sẽ cho chắc chắn các bạn vận động mạnh, các bạn lắc đầu như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể là dính trên tay. Nhưng chính vì cái cảm giác mang nó không chắc chắn, nó khiến cho chúng ta kiểu là nó không có bung được hết cái sự vận động của chúng ta. Thì đây là một điểm mà mình nghĩ rằng là cần mà vận động mạnh ấy và yên tâm nhất thì nên lựa chọn cái chiếc AirPods Pro, tại vì nó có chúng ta là một cái phần housing nó chắc chắn hơn với cái dạng in-ear kín bên trong tai. Về khả năng thu âm cũng như đàm thoại của AirPods thì từ đến giờ nó rất tốt rồi các bạn ạ. Thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai đến thế hệ thứ ba cũng như AirPods Pro thì nó đều giữ cho chúng ta là một cái khả năng thu âm cực kỳ tốt. Các bạn thậm chí là có thể là sử dụng cái chiếc tai nghe AirPods này để mà làm một macro trong cái trường hợp mà chúng ta cần quay vlog các thứ này kia. Nói chung là cái âm thanh trên AirPods này mình thấy là nó chả kém gì so với lại iPhone cả, thu âm vẫn cực kỳ tốt các bạn nhé. Mình nghĩ rằng là đây là một điểm mà từ trước giờ Apple đã duy trì rất tốt. Còn nếu như đi ngoài đường thì với cái việc mà sẽ có âm thanh tiếng gió nó lọt vào thì là điều mà khó mà tránh khỏi. Con này thì điểm mà đáng tiếc đó chính là nó sẽ không có những cái tính năng chống ồn như là trên cái chiếc AirPods Pro chắc chắn rồi. Hiện tại thì mình đang test micro thu âm trên cái chiếc AirPods 3 này. Nhìn chung thì mình nghĩ rằng là về cái khoảng thu âm thì AirPods 3 chắc chắn nó sẽ làm cho các bạn hài lòng thôi. Vì từ trước giờ các đời AirPods nó đều cho ra một khả năng thu âm là cực kỳ tốt rồi, mình không có gì để chê cả. Đó, và đối với lại cái chiếc AirPods 3 nó cũng không ngoại lệ. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái phần thu âm này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Cơ bản là mình đang đứng trong một cái môi trường nó ngoài trời nên thành ra là có tiếng xe cái thứ này kia nó ồn ào lắm. Đó, các bạn cũng có thể là xem thử về cái phần lọc tạp âm của cái con này luôn. Ok. Kể cả là AirPods 2 hay AirPods Pro các bạn có thể là kết nối được với iPhone và chơi game trực tiếp ở đó luôn. Đó, nó sẽ không có cái độ trễ. Thì đây là một điểm mà mình nghĩ là đấy, hệ sinh thái của Apple đó các bạn à, họ tối ưu rất tốt
cho nhau là như thế. Còn đối với lại khi mà các bạn kết nối với lại những thiết bị Android thì chắc chắn là nó sẽ bị mất hết đi những tính năng. Con này thì cũng có cái âm thanh gọi là âm thanh không gian, một cái tính năng rất hay trên cái chiếc AirPods Pro thì con này cũng có này. À, cũng như là khi mà các bạn đã sử dụng cái kết nối với lại Android thì độ trễ của nó cũng sẽ lớn hơn so với lại iPhone, điều này là chắc chắn rồi. Chắc âm đôi khi là về mặt cảm giác mình cũng cảm giác là nó kém hơn so với lại khi mà kết nối với lại iPhone nữa. Đó, nên là rõ ràng là đã mua AirPods thì cứ sử dụng kết nối chung với lại iPhone, đại loại nó là như thế. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái thời gian sử dụng pin nhìn chung là rất ổn của con này. Dao động là tầm khoảng trên dưới 5 giờ. Nhìn chung đây là một khoảng thời gian sử dụng khá là tốt cho một cái chiếc tai nghe AirPods 3 như thế này. Mình cảm giác cái chiếc AirPods Pro mình đang sử dụng đây thì thật sự rằng là nếu mà so về độ trâu thì con AirPods 3 nó sẽ có sự cải thiện hơn, trong khi là cái kích thước hộp sạc cũng như là kích thước phần hộp sinh nó đã nhỏ hơn. Đó thì đây cũng là một cái điểm nâng cấp. Và ở đây ấy, là chúng ta sẽ có được một cái phần chất âm tương tự như là trên AirPods Pro. Đây mới là cái điểm mà gọi là ok đó các bạn nè. Rất ok của chiếc AirPods 3 này. Cơ bản mình bảo ok là tại sao? Tại vì để mà cho ra một cái trải nghiệm âm thanh mà nó thuộc cái dạng gọi là trọn vẹn nhất ấy, thì mình nghĩ là in-ear nó mới đáp ứng được. Tại vì con này nó không mang kính hẳn vào tai, cho nên là âm thanh nó sẽ có hiện tượng là bị loạt ra ngoài. Đó, các bạn nghe từ 70 đến 100% nó sẽ có hiện tượng loạt âm thanh ra ngoài. Nên là thành ra cái chất lượng về cái khoảng trải nghiệm âm thanh thì mình sẽ đánh giá cái chiếc AirPods 3 này nó hơi kém hơn một tí, mặc dù là về mặt thông số cũng như là cái gọi là cái trải nghiệm tổng thể cho ra là tương đương về cái mặt chất âm. Bass nó sẽ chắc hơn, nó đậm hơn và chi tiết nó rõ hơn. Còn đối với lại nét đặc trưng của AirPods từ rửa nhựa là chất âm ấm và âm trường rộng. Đó, trên cái thế hệ AirPods 3 này nếu mà so với lại AirPods 2 thì phần bass nó sẽ được đặt chắc hơn và chi tiết của những cái dải còn lại nó cũng sẽ tốt hơn, đại loại nó là như thế thôi. Và ở đây thì mình thấy là cái mức giá trên so với lại cái chiếc AirPods 2 bây giờ có sạc không dây dao động tầm khoảng là khoảng 600.000 thì mình nghĩ là nâng cấp lên AirPods 3 nó sẽ xứng đáng hơn rất nhiều. Còn nếu mà xét về cái khoảng cách 300.000 giữa cái chiếc AirPods Pro và AirPods 3 này ấy, thì mình nghĩ rằng là nó tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nữa. Có người thì thích cái dạng earbud, còn có người thích cái dạng in-ear. Nhưng mà là mình thích in-ear hơn, tại vì mình muốn trải nghiệm một cái âm thanh nó gọi là nó chuẩn chỉnh nhất. Nên là thành ra là mình sẽ bỏ thêm 300.000 để lựa chọn AirPods Pro thay vì là cái chiếc AirPods 3 này. Còn nếu như những bạn nào mà thích cái dạng mà mang cái tai nghe nó nhỏ gọn, nó xịn sò, nói chung là thiết kế nó cũng chả khác gì với lại AirPods Pro cả, và các bạn thích earbud hơn là in-ear thì có thể lựa chọn cái chiếc AirPods 3 này, tại vì cái trải nghiệm âm thanh của nó về mặt cơ bản là nó giống tương đương nhau, nó xem nhau chứ không có cái sự kém hơn đâu các bạn nhé. Đó, thì nhìn chung đó là những gì mình gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Điểm trừ của này thì cơ bản đó chính là về việc nó bị loạt cái âm thanh ra ngoài, nó không cho chúng ta một cái cảm giác mang chắc chắn, cũng như là mức giá của nó bây giờ nó sẽ xem lại AirPods Pro, trong khi AirPods Pro thì nó sẽ có chống ồn chủ động cái thứ này kia nữa. Đó, nên là thành ra là đó là cái điểm mà mình nghĩ rằng là tùy vào nhu cầu của bạn, kém hơn 300.000 như là Hoàng Hà Mobile đang để giá thì nó cũng gọi là cũng chả sao cả, cũng không phải là thua thiệt quá nhiều đâu, cơ bản nó là như thế. Rồi, ok, bye bye.